chào bác nhá. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 này, anh em kỹ thuật của Zika đang có mặt tại Yên Nam Định, bàn giao công trình combo G2000 kết hợp với đẩy X7 DAC cho chú Khoan. Đây chú Khoan đang dẫn đường này ạ. Các bác cùng chờ chúng em nhá, sau khi vào nhà sẽ có video cận cảnh cái bộ dàn G2000 với đẩy X7 DAC này ạ. Vâng, và đội ngũ kỹ thuật của Zika chúng em đã bàn giao xong cái cấu hình combo G2000 kết hợp với đẩy X7 DAC và một bộ mic VK4.9 đi kèm cho chú Khoan ở Yên Nam Định. Chú đang test thử một đoạn nhạc đấy, mời các bạn cùng lắng nghe cái chất âm của cặp loa G2000 này ạ.